Ok, hello toàn thể anh chị em nhà mình nhá. Chào mừng anh em quay trở lại bộ môn gọi là nổ hũ anh em ơi. Thì với cái bộ môn nổ hũ này thì nhìn vào con hũ này anh em mình thấy không? Những con hũ 20 dòng thì nó có đều có một cái tập tính giống nhau là nó sẽ có hai cái giai đoạn để nổ nhá. Thì hôm nay mình vác cái số vốn 14 củ này vào để mình săn con hũ này luôn. Trước tiên để mà săn con hũ này mình sẽ cộng vốn. Sẽ cộng lên khoảng đâu đó là bao nhiêu được nhỉ? Cộng lên khoảng 80k đi. Ok 80k nhá, mà mình sẽ bắt đầu là mình chuyển sang chế độ auto luôn anh em ạ. Chuyển sang chế độ auto luôn nhá. Rồi giữ ở đây nào. Mình sẽ giữ ở cái nút nó hết pin rồi, trời ơi. Cắm vào để săn hũ cho nó bon nào. Đây thì mình sẽ giữ ở cái nút nút quay này cho nó hiển thị thành màu đỏ đi. Hiển thị thành màu đỏ nhá để anh em mình có dễ những pha nổ hũ to đúng không ạ? Khi mà nó chuyển thành màu đỏ ấy, thì nó sẽ nổ gọi là chuyển thành chế độ auto. Đấy 176k tiếng đầu tiên x2 luôn anh em ạ. Chờ nào. 80k. Xem chúng ta có gì nhá. Xem chúng ta có gọi là thu lãi được con hũ này không. Với một con hũ 20 dòng như này thì chắc hẳn là nhiều anh em đã từng quay hũ 20 dòng là nhiều anh em đã từng biết rồi đúng không ạ? Thì hũ 20 dòng này nó cực kỳ là dễ nổ, cực kỳ là dễ nổ luôn đấy anh chị em nhà mình ạ. Nó không có như là những con hũ khác đấy, nó mà đã nổ là nó còn nổ to nữa cơ, đã xác định nổ là nổ rất là to cơ anh em ạ. Hũ 20 dòng điểm hay của nó là ở đấy nhá, năm là qua miễn phí này. Nào. Em chúng ta nào là cái phí này có ăn uống được gì không đúng không? Đấy chỉ được bonus anh em ạ. Rồi. Còn hai lượt nữa cơ, được 120 rồi, biết là có lãi rồi nhá. Phát cuối cùng, ok phát cuối cùng tuy nó xịt mất nhưng mà vẫn có lãi anh em ạ, vẫn ổn đúng không, vẫn ok. Xem nào. Oh shit. Làm vài tay penguin chơi chơi đúng không? Có thể là làm vài tay penguin chơi chơi đi anh em. Mình thấy cái hiện mà hiện nhiều người nhện như này là khả năng sắp nổ hũ lắm rồi này. Đây là cái dấu hiệu nhận biết nha anh em nhé. Đây khả năng mà cứ rơi nhiều. Tí thì nổ. Khả năng mà cứ rơi nhiều ấy như này. Cái gì vậy? Là tình hình là sắp nổ hũ rồi. Đấy năm được có miễn phí ngay đúng không? Khác ngay chứ. Không nổ hũ thì cũng được 5 lực có miễn phí, mà không 5 lực có miễn phí thì sợ quay. Mình sẽ giữ đây cho nó auto đi. Vẫn chưa chuyển auto à? Ok. Chuyển sang chế độ auto rồi. 16k lượt đầu tiên à, lượt thứ tư. Lượt thứ ba này. Lượt thứ ba được 176, lượt thứ hai. 120, ui tiếng này ăn to anh em ạ. Chuyến này 5 lượt có miễn phí ăn to. 80k nữa ăn to rồi, ăn to rồi. 392k anh em ạ, mượt đét rồi. Đấy. Mượt ngay anh em ạ. 32k nhá. Xem tay này nào. Vã vào tài đi. Giao lưu tay anh em ạ, góp gió góp vui một tí đúng không? Góp vui một chút xíu xem nó có may mắn không nhá. Húp ngay chứ, may mắn ngay chứ đúng không ạ? 400 tuyệt vời. Anh em thấy không? Nó chỉ không hiển thị nổ hũ thôi nhá, nhưng mà nó ăn to, đúng không? Ăn rất là to. 32k không sao, cái này không sao, hơi thiệt tí không sao cả. Không có gì phải gây cả. Đây này, 56k anh em ạ, tưởng nổ phát này nổ to cơ, không bằng phát ăn thường. Tưởng phát đấy là nổ to cơ, nhưng mà không phải anh em nhá. Nó ăn vẫn hơi ít một tí, đúng không? Xem nào. Hy vọng là sẽ có những pha nổ hũ gọi là tưng bừng nhất ở đây, rực rỡ nhất ở đây, đúng không ạ? Giờ chúng ta chỉ chờ thôi, chờ xem nó nổ không thôi. Đây rồi, một củ mốt anh em ạ, anh em thấy gì không ạ? Một củ mốt đấy nhá anh em nhá. Đấy, mãi nó cũng nổ cho thấy không? Bây giờ bắt đầu nổ đều này anh em này, bắt giờ bắt đầu nổ đều rồi này.
đến giờ rồi, đến vào form rồi ấy, kiểu như là vào form nổ của nó rồi ấy, thì nó sẽ nổ rất là đều luôn. Anh em không tin anh em cứ thử xem nhé. Đấy, vào form là nó sẽ nổ cực kỳ là nhiều luôn đấy, nổ đùa phát này là nó sẽ sổ nổ mãi luôn anh em ạ. Nào, 14 củ rưỡi, hiện tại mình đang lãi được 2 củ rồi, 2 củ rồi nhá, quá là ấm êm rồi, quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà theo suy luận của mình thì nó sẽ vẫn còn tiếp tục là nổ được hũ nữa. Đấy, không phải là nó chỉ nổ một lần như này đâu anh em ạ, miễn là anh em có thời gian anh em mình quay bền được với nó thôi, đúng không? Chứ không phải là lúc nào nó cũng nổ đúng một tay đâu, làm gì con hũ nào nổ một phát bao giờ, đúng không? Nó sẽ nổ nhiều phát. Chờ nào, cho đi xin vía phát anh em ạ, xin vía phát để hũ dễ nổ ấy. Đấy, mình thường làm cách này mà, thường làm cách này hũ cực kỳ dễ nổ luôn. Đấy, vừa nói đến xin vía phát ăn luôn này. Đấy, thường thường làm theo cách này thì hũ nó rất dễ nổ cho anh em mình, kiểu như là đi xin vía đấy anh em. Đấy, xin vía ở những bộ môn khác để về ép con hũ mình nó nổ, đúng không ạ? Ép con hũ mình nổ nhá. Ok, xin vía thành công, xem hũ có nổ không nào. Xin vía thành công như này là hũ hay nổ lắm đấy, anh em cứ chờ mà xem. Đấy, ôi giời, bắt đầu ăn rồi, bắt đầu có hiện tượng ăn rồi đấy, xong nó sẽ ăn dần lên, sẽ làm phát gọi là vô cùng là tuyệt vời đấy. Xem nào, chờ đợi thôi đúng không ạ, chờ đợi thôi. 120 này, thế thôi anh em, có hiện tượng ăn lên rồi nhá, nó có hiện tượng ăn lên đấy. Bốn trăm đấy, thấy không em, có hiện tượng ăn là phải có ngay phải khác biệt ngay đúng không ạ. Nào, xem nào, mình sẽ quay hết chỗ 300 đấy là mình sẽ đột kèo đấy, rất lãi mức hai củ mấy thôi đúng không, hai củ mấy cũng nghỉ rồi. Ồ, cái con Iron Man này nổ chưa bao giờ bị thấy nổ được con này đâu nhá, toàn chủ yếu cái con kia nổ thôi chứ con này ít, hiếm khi nó nổ lắm đấy. Iron Man này hiếm khi nó nổ lắm. Quay phát nữa nghỉ rồi, nổ lần này nữa. À, ừ, lần này nữa. À, lại được bonus anh em ơi, nó bảo nghỉ lại có cái bonus vào mồm, bonus to thế. Ô, bonus 240 anh em ạ, phải gọi là chấm hết luôn. Thì anh em thấy không ạ, với một con hũ chất lượng như này, một con hũ gọi là độ nổ của nó khủng khiếp như này, thì anh em mình còn chờ đợi gì nữa, tiến thẳng vào 68 game bài để anh em mình cùng nhau chiến đấu thôi đúng không. Đến 68 game bài anh em sẽ có trải nghiệm cực kỳ tốt về bộ môn nổ hũ này anh em nhé. Còn về phần mình bây giờ mình sẽ đun kèo đến đây, xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em trong những video tiếp theo của mình, bye anh em nhé.